Hai cách để thay đổi tên kênh YouTube siêu nhanh siêu đơn giản. Do YouTube chỉ hỗ trợ đầy đủ trên trình duyệt máy tính, do vậy nếu bạn thay đổi tên kênh YouTube trên điện thoại thì phải sử dụng trình duyệt Cốc Cốc hoặc Chrome để chuyển sang giao diện máy tính nha. Đầu tiên, chúng ta chọn Chrome. Tiếp đến, gõ m.youtube.com trên thanh tìm kiếm. Kích 3 chấm trên góc phải màn hình. Chọn trang web cho máy tính. Tại đây, phóng to lên một chút và kích vào hình đại diện bên góc phải màn hình. Đến đây, có hai cách để đổi tên kênh YouTube, để vào YouTube Studio hoặc kênh của bạn. Cách 1, chọn YouTube Studio. Chúng ta tìm và nhấn vào cây bút tùy chỉnh ở giữa bên trái. Chọn thông tin cơ bản. Nhấn vào cây bút phần tên kênh và chỉnh sửa tên kênh theo mong muốn. Cách 2, mình chọn lại m.youtube.com để đổi tên kênh bằng kênh của bạn. Cách này sẽ nhanh hơn cách 1. Tiếp tục, nhấn tùy chỉnh kênh. Chọn thông tin cơ bản. Và chỉnh sửa tên kênh theo mong muốn. Các bạn có thể xem 3 cách đặt tên kênh YouTube trong phần mô tả bên dưới nha. Sau khi chọn được tên xong thì nhấn xuất bản. Vậy là chúng ta đã đổi tên kênh thành công rồi.